Dạ, và thể theo cầu của một người anh thân thương thì Ngọc Thương xin gửi tặng đến toàn thể quý vị ba câu vọng cổ trong bài Tân Cổ được mang tên Lòng Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Công mẹ sinh con với bằng năm biển lương, chỉ có càng khôn kia không bờ không bên mới sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã vui mừng khi con mới đồng lần đầu tiên. Cứ mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa, chắc là con trai nên con đạp con trời. Lần khi mẹ ngủ say rồi mà chẳng phải giận mình tính nhất. Lộn triền miên vui vì con mình được sớm sớm xa, còn buồn là vì thế con rời bụng mẹ, có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Mẹ mộng gục lãng du thì mẹ già đã 80 niên kỳ, nhưng con vẫn còn nghe dần dần bóp tay. Gió mùa thu mẹ số con ngủ nằm cạnh trời thức đủ vừa. Rồi những bông sen dần nở anh hồng phơi phới, vẫn có một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Dạ, Ngọc Thương xin cảm ơn những tình cảm và những kinh lộc thân thương của toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Áo quần giỏi giang ta nhận hàng rồi, em phải hát rồi. Mã Long, cho Mã Long tràng pháo tay vị ơi. Bá Long xin gửi đến tất cả của chú anh chị với một trích đoạn được mang tên Khí Phách Nguyễn Trung Trực. Xin các chú anh chị cùng thưởng thức. Thưa bà con chăm họ, thưa toàn thể đồng bào, các sĩ phu yêu nước, Nguyễn Trung Trực, nghĩa quân của phó lãnh binh Trương Định. Hôm nay cho dù đã xa cơ đứng bên bờ sanh tử,
nhưng ta xin thề, cho dù máu đổ đầu rơi và người bọc thay, ta cũng sẽ không dừng khắc phục. Và một lại này, ta muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến nơi này để tiễn biệt ta đi. Chỉ cả chưa thành lòng dương dân ai bị buồn cho sông núi còn ta. Ly tán ta giữa đời hiện ngang,
nhìn một gọi giang sang cho bút ngàn sầu hơn. Ta đứng giữa pháp trường lòng kiểu nặng đổi liền diễn. Nhớ ba mẹ quê nghèo năm tháng chung chuyến, dần ngóng trong con thương về miền quá tay. Thương đoàn nghĩa binh ngày đêm khắc khoải, giữa chốn rừng sâu trong nắng dài mưa dầm. Dân cổ nước Nam chưa bao giờ nhổ sạch, thì dân Nam mình còn tìm cách đánh tay. Ngã xuống hôm nay